ok lục chốt mà có đám mà ăn theo tới nhà Duy Nguyễn, không dính dáng gì cái bọn đó, mày hiểu tụi nó không? Không phải bà con ruột thịt của nó, chỉ là đại khái là chỉ là thứ nhất là đồng nghiệp, thứ hai là kia, không đụng chạm với tụi nó cả. Và nếu mà thằng Duy Nguyễn mà không xin lỗi á, nó kéo tới nó làm dữ hàng kia thì tao cho rằng có tình có lý. Còn này thằng Duy Nguyễn đã lên live, đã làm clip, đã xin lỗi, mà tụi này vẫn còn ngoan cố, vẫn cố chấp và vẫn tới cái nhà, vẫn đi tới nhà người ta. À, cho nên vì đó là tao chửi, là tao chửi cái đám đó đó, mày không? Còn nói cho cùng đó, tao nói thẳng mày, chỉ khi nào mà công an hoặc là nhà chính quyền vào cuộc là phân định ra ai trái ai phải thì lúc đó thì đụ má mà tao mới không có chửi. Còn bây giờ tao chửi hoài, đụ má tao, tụi nó chửi tao 1 năm mà tao phải chửi 1 năm nếu công an không vào cuộc, là bởi vì cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nè, uy hiếp người ta nè, nhục mạ nè. Có mấy cái thằng rất là mất dạy, còn đứng nó chỉ thẳng vào mặt cái thằng trưởng công an, nó làm nó là ai, bẻ trời bẻ gậy chống trời hả? Nó là cái gì, nó thay trời hành đạo hả? Nó coi luật pháp không ra gì cả, vô thiên vô pháp. Ở một cái đất nước có tổ chức đàng hoàng xong mà xông vô nhà người ta rồi làm quanh này 3 4 thằng, còn một cái thằng kêu hô hô, có thằng mỏ nhọn gì mập 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 tao hay diễn tiểu phẩm hài trên tivi đủ, cái thằng gì còn xông đổ vô đổ quýnh tụi kia nó mới lội lôi ra. Mà cái đủ mấy cái thứ là giang hồ giang hán chứ cái thứ đó mà cái gì mà nghệ sĩ nghệ, cái quần què đủ má, cái quần què mày. Tao không có rành mấy cái vụ mà tên tuổi của mấy cái đứa đó, mà giờ cho tao hết tên tuổi, tao sẽ tụng kinh từ lớn từ tới nhỏ, từ cái thằng lớn nhất của cái đám nghệ thuật sân khấu luôn. Nếu cần lôi hết mấy cái thằng ra chửi luôn chứ đừng đâu tụ mấy thứ mày nuôi cơm cái áo, mày không biết dạy học trò của mày. Mày đã đi học cái ngành nghề đó là văn hóa nghệ thuật mà nó thấy cái đéo cái văn hóa nghệ thuật gì cả. Chửi hết chỉ tất đằng tật. Con đĩ cha tụi bay, con đĩ mẹ tụi bay, đồ từ cái con Hồng Dân, thằng Hoài Linh, thằng đéo gì tao cũng lôi, tao chửi hết á. Bất cứ dính tới chữ nghệ sĩ được tao chửi tốt tốt hết luôn, bởi vì tụi bay đào tạo ra, tụi bay đào tạo ra một đứa trừ trường hợp khi nào tụi bay xin lỗi thì thôi. Đủ, tụi bay tưởng tụi bay ngon lắm mà, tụi bay là giang hồ giang hán, tụi bay là gì, tụi bay là cái gì, cái quần què chứ nghệ sĩ. Đủ mẹ mà chọc cái miệng tao, người ta biết lỗi, người ta đã xin lỗi rồi, cái chuyện đó rồi mà vẫn còn kéo tới nhà người ta làm quạnh làm hẹ làm áp lực rồi đủ thứ rồi đó. Rồi con gì Cát Phượng Cát Bà gì đó đủ má, đủ thứ đồ thứ đĩ chó đủ mẹ, tao nghe thấy tao ghét, tao tức à, bực tức rồi bữa này. Phải chứ, nó không xin lỗi Là rồi hả? từ đầu live cháu cũng phân tích rõ rồi. Duy Nguyễn trong quá trình làm live lúc đam thì đầu nhơ nhây mối nhựa, từ thằng Trần Nhật Phong, cái thằng ba que ba cẳng ở bên Mỹ ấy, cái thằng mất dạy ấy, thì có người đưa cái đề tài này vào Duy Nguyễn đam, thì chính cái bọn như cái bọn Trây Sơn Bùi các thứ ở dưới ấy, lại kích 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 là Duy Nguyễn đọc còn là đam đam Chết thì rồi, cái điều đó tao hiểu, có thể là nó trả lời dưới lại một người nào đó còn ở dưới, tao hiểu rồi. Nhưng mà cái này tao muốn nói cái nội dung chính đó, là thằng Duy Nguyễn nó đã làm một cái lời xin lỗi rõ ràng rồi, và nó làm mình tiếp có bây giờ vẫn còn đó, vẫn còn làm tiếp đó đấy. Thì mắc mớ gì đến người ta đã xin lỗi rồi, mắc mớ gì phải tới nhà người ta hành hung người ta, trong đó có thế gồm một này, đám giang hồ. buổi sáng có nghĩa là những người đó đến kéo đến và bắt buộc Duy Nguyễn làm Đó clip, thì Duy Nguyễn đó, mày làm cái cục live cứ đó đó, làm cho nó lấy cái quyền gì, nó lấy cái quyền gì? nhiều người ấy, lại lôi cái vấn đề này ra tiếp tục đào mới tới mắt nữa. Đấy, cái clip đấy là sau sau ít phút thôi, có là sau sự việc đấy xong rồi mọi người ra về rồi, Duy Nguyễn lập tức làm clip thành khẩn xin lỗi, cái clip khoanh tay đấy. Đã rồi vậy là xong rồi. Mà cứ tao thấy mấy cái thằng nó rất là khốn nạn, nó khốn nạn ở mức chỗ nó tới nhà người ta nó quạnh hẹ người ta, nó đã đánh người ta, trong khi đó cái là nó bị coi con Cát Phượng nó còn mày nó giết được bao. Nếu mà nó chỉ cần búng tay một cái thôi là đụ má thằng Duy Quyết mà bầm nhá, có nghĩa là tụi nó thành thuộc côn đồ rồi, nó đủ mẹ nghĩa cái quần què gì, có Và nghĩa là Duy hiểu Nguyễn rõ đó đó đó, đó có nghĩa là cực kỳ là gây ác cảm cho anh em, nên đó là anh em
Tao nói hẳn bây giờ, tao nói hẳn bây giờ công tâm, tao nói hẳn cái đám đó là đéo phải cái gì nghệ sĩ vậy. Tụi đó là cái thứ, là cái thứ mà chợ còn muối đá cá lần dưa không. Từ cái con già, con nó, bây giờ tao nói lôi hết cái đám nghệ sĩ ra. Lôi hết ra, tao cũng chửi được. Từ cái thằng nào lớn nhất trong cái đám nghệ sĩ đâu, mày coi coi. Bây giờ ra. Không, thì chúng ta như bác cháu mình hay đồng cảm với mẹ. Rất là đau đầu việc này, mình không nên làm căng thẳng thêm nữa. Duy Nguyễn thì có cái tinh thần rất là cầu thị, cũng đưa ra một cái giải pháp nào hiệu quả nhất, và Duy Nguyễn sẽ làm cái việc này trước, thể hiện cái tinh thần cầu thị của mình, tính cầu thị của mình. Còn những người kéo đến nhà Duy Nguyễn thì người ta xin lỗi Duy Nguyễn hay không, sau này cái đấy nó xin lỗi Duy Nguyễn chưa? Nó có chấp hành luật pháp. Duy Nguyễn làm cái điều đó trước, làm đồ mà nguyên một đám, còn cái thằng con thằng mặc áo đỏ, còn cái thằng mặc áo đỏ đủ mẹ nó mà đi ra ngoài đường tôi không chịu trách nhiệm, có gì không nhiệm nào đủ, nó hăm dọa luôn mà thấy không, đủ má cái thứ gì kỳ, nghệ sĩ gì vậy, nghệ sĩ gì đồ mẹ cái độ thứ được khốn nạn nhất trên đời này đủ mắt. Bởi tao thiệt mày, tao nói một cái câu mày, Chí Tài chết là cái chuyện riêng của Chí Tài, ai cũng biết cái điều đó cả, tao không có xâm phạm được đó. Nhưng mà tao hỏi thắc mắc, tao có hỏi là đủ má nó là cái ông cố nội mẹ tụi bay hả hả. Ở đây trong khi đó ở Việt Nam bão lũ bão lụt, tất cả những người lính đụ mà bị tử thương, xe đụng xe đài đụ mẹ, tại sao tụi em không có nói một câu là một cho nó công tâm hả đụ mà, trong khi đó chỉ có một lời nói thôi mà cũng chẳng phải lỗi gì, phải gì tụi bay cả. Tụi bay đem ra đem quân tới, tụi bay làm giống như kia đó, nói là ông có nội mẹ mày hả, ông có nội cha mà hả, đụ lỉ mẹ tụi bay, đụ má tụi bay, mẹ tôi siêu cha tụi bay, đụ má tụi bay làm bực cái bình. Ủa mẹ đó, phải chi mà người ta không xin lỗi. Nói chung là cái nếu mà ta không lên tiếng là bởi vì thằng Duy Nguyễn nó lên tiếng rồi thì ta mới bức xúc, chứ còn nếu nó không lên tiếng mà nó không xin lỗi thì cái chuyện đó ta hiểu rồi. Còn cái này người ta đã xin lỗi rồi mà nó vẫn cố tình cố chấp kéo xuống ngồi hăm dọa đủ má, nỉ mẹ thiệt đủ má. Nó đứng cái đâu vậy? Nó đứng trên luật pháp à? Nó đứng trên luật pháp à? Nó là cái gì? Đó, đương vị luật pháp là họ sai. Ờ đủ mẹ, mà đã vậy mà đéo có mỗi cầu gì đó làm ngưng ngang, đó là giảng hồ giang hán cái gì. Tao yêu cầu tụi bay tẩy chay tất cả những cái kênh gì mà của tụi quỷ quái nè. Này mày hiểu rằng khi chúng mày mà đi diễn á là chúng mày lấy tiền của nhân dân, tao mua vé vô coi, người khác mua vé vô coi, là mày sống là nhờ người dân. Trong khi đó mày vậy mày coi đéo người dân ra gì trên trời, là tụi bay tao tẩy chay tụi bay. Đồ má thứ gì đồ đĩ mẹ. Bây giờ thằng không có đứa nghệ sĩ mà không liên quan tao cũng chửi nữa. Đừng có nói tao gom lại hết. Mà biết tại sao không, gọi là sướng ca vô loại. Cái thứ đó là cái thứ ở dưới bằng chân của xã hội, mày không? Có nghĩa ở người ta, ông cha ta nó không bao giờ sai. Cái thứ đó là cái thứ là điếm đàn rồi, đĩ thỏa rồi, nói chung là bần cùng trong xã hội. Mà cái thứ đó là thứ mạt hạng, dính vô cái đó là bởi vậy. Thành ra mày không đủ tư cách nói chuyện với tao, tao chưa có chửi thôi. Và tao hứa tao sẽ chửi hoài hoài, tao thích tao chửi. Đủ mẹ, tao này đó. Đúng, cái đối với cái sự việc này là một bài học rất là đắt giá mà để đời cho Duy Nguyễn, thậm chí không... Thằng tao cho rằng thằng Duy Nguyễn không có lỗi gì cả, nó chỉ có lỗi với gia đình của thằng Chí Tài mà thôi, nếu nó xúc phạm. Ngoài ra cái đám cò kè lục chốt với dân chúng, những người mà rượu má đéo có lỗi với thằng nào hết trơn rồi. Nó thẳng là vậy, đéo sợ thằng nào hết trơn rồi. Mà nó đã xin lỗi rồi thì cớ gì tụi bay phải kéo tới ngày người ta, cớ gì tụi bay rượu má cái thằng gì, rượu má giang hồ giang hán gì, tụi bay làm gì. Vậy là rượu má nhà nước về Việt Nam, mà chính phủ Việt Nam mình có hai quốc gia hả, rồi hai thể chế hả, một bên là rượu, một bên giang hồ, một bên là tao đắng này đó. Hộ chiếu tao về tới sân bay, tao đéo biết đi ai, hay là đưa mẹ cho thằng Nguyễn xin kiểm tra tao mới được vô. Bây giờ hai chính phủ rồi hả? Ủa, mẹ, vừa phải thôi chứ tụi bay ngồi sống lên pháp luật, tụi bay ngồi coi như thiên hạ ra cái gì, rồi tụi bay coi luật pháp của nước nhà cũng không có gì cả. Gia thì có gia huy, quốc thì có quốc pháp, đâu cũng có vậy đàng hoàng chứ. Tôi tỉnh bơ à, kéo quân tới đủ mà vô làm loạn à, đủ mà khổ. Về cái việc này ấy, bên kênh Giải Độc Chính Trị, chính chị Mai Dương cũng làm một cái clip mà
hiện tại có khả năng lên đến 24.000 lượt người xem rồi đến thời điểm này. Cái clip đó phân tích rất là hay, rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết về cái quá trình các đám văn nghệ sĩ mà làm. Tao thì ngang tàn lắm, bây giờ tụi nó làm còn dài thì cái mang. Mày hiểu tao nói không? Tụi bây đào tạo một thứ, một cái huấn luyện cho ta thành, mà nói đơn là huấn luyện cho nó một thành một người nghệ sĩ hay là một người gì đó, thì tụi bây phải có chịu cái trách nhiệm đó. Tụi bây dạy nó mà không dạy đạo đức, không dạy ta làm người, thì đủ mà tao chửi cha cái thằng đào tạo nó luôn, tao chửi luôn cái trường đào tạo luôn, và thậm chí tao chửi luôn cái bộ của nó luôn. Đủ, nếu không giải quyết chuyện này tao chửi hoài. Đó, bởi vì ở đây là làm thiệt hại cho một doanh nhân trẻ, và người đó đang có những cái tiếng nói rất lợi ích trong cộng đồng, đó là không nói. Nhưng mà tôi muốn nói là tụi bay đã ngồi xổm trên pháp luật. Tụi bay là một cái đám giang hồ, tụi bay đám là một cái đám ma cô, chứ đéo phải là nghệ sĩ cái quần què gì hết trơn á, từ lớn cho tới nhỏ luôn. Cái đấy là cháu đúng là thừa nhận rằng chính cái đội đấy đã vi phạm pháp luật Việt Nam và ngồi trên pháp luật Việt Nam. Bởi đúng. Sao? Bởi vì lợi dụng mạng xã hội kích động mọi người tụ tập đông để gây cản trở giao thông, mất trật tự công cộng, kéo đến tư gia người khác, cái đấy là vi phạm. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp luôn. Đúng rồi. Tư của cá nhân rồi. Đấy, đàn áp mà mang tính chất đàn áp tinh thần nhé. Còn vấn đề ở Duy Nguyễn này, Duy Nguyễn sai là sai ở trên mạng và sai với gia đình và vợ của Chí Tài, không liên quan đến những đám văn nghệ sĩ đó. Đúng rồi, đâu có liên quan gì đâu. Rồi để cháu nói tiếp này. Cái vấn đề ở đây, Duy Nguyễn đã có tính cầu thị và xin lỗi gia đình Chí Tài, mà thậm chí Duy Nguyễn còn cầu thị hơn, xin lỗi anh em văn nghệ sĩ, những fan của Chí Tài. Đấy thể hiện cái gì? Cực kỳ cầu thị rồi. Còn một cái đám nữa, chú biết là những anh phần nào không, được nước lấn tới muốn Duy Nguyễn một lần nữa gặp trực tiếp những người đại diện hoặc là những người thân của gia đình Chí Tài, cúi đầu xin lỗi một lần nữa trực tiếp với người ta, bởi vì người ta cho rằng con cạc nè. Vâng, bác cứ từ từ đó. Bởi vì người ta ôi mẹ, Duy Nguyễn đã xúc phạm đến vong linh người đã khuất, nên người ta muốn làm điều đó. Mày có coi cái sạch Nguyễn làm hay không làm, cái đấy là vấn đề của Duy Nguyễn. Nhưng Duy Nguyễn cảm thấy làm được điều đó tốt cho mình thì Duy Nguyễn nên làm. Đó là cương vị cháu với Duy Nguyễn là bạn bè, cháu đưa ra cái giải pháp như vậy. Còn đối với cái đám văn nghệ sĩ kia và cái đám phổ báo cáo trồn ở trên mạng, Duy Nguyễn không vi phạm và cũng không sai, mà họ nó đã vi phạm. Tao thấy cái chuyện đó nó không có quan trọng. Mày thấy cái status mà cái đám chống cộng bên này nó viết về cho thằng Tí Tài không? Nó viết thậm tệ, tao không muốn nhắc lại. Nó gạch chéo, có con phủ Lisa nó đăng lên, tụi mày coi ra cái đám bên này nó chửi thằng vợ tình của thằng Tí Tài đó. Đó, tại sao mày không đi biểu tình đi? Nó nhục mạ cái thi hài của Chí Tài đó. Đây tao không muốn nói cái vấn đề coi như khi người ta đã mất rồi, mình không muốn nhắc lại. Nhưng mà tụi bay thuộc hiện người trong nước quá lố. Qua lố nó cứ mất độ giống như tranh nhau, mà viết tao ví von như ba đứa con nít hồi xưa ở Việt Nam. Có nghĩa là có một cái chương trình biểu diễn giữa tụi ban nhạc của Hàn Quốc á, đủ mấy đứa gái ngồi á, đủ má khi vừa bưng ngồi dậy nhào lên ôm cái ghế hùng chục ngay cái chỗ của con nó ngồi. Tôi mới cuồng thì tôi mới cũng cuồng vậy, nói là cái gì ai cũng biết nó mất. Ai có người muốn lên rồi, ok nó xuống, nói xuống mà đủ, nó lên nó chửi tao, lên tao chửi chết mẹ luôn, đủ.